Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thành MC đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình sẽ đi lấy vàng vì chúng ta sẽ trước 10 giờ nó sẽ có một cột mốc lấy vàng nữa này. Đây mình sẽ dùng cái con này để thu hoạch nhanh. Rồi chúng ta đang hiện tại đang có tổng cộng là 3k9 coin. Thì mình sẽ vào tiếp tục cái hòn đảo của cái sự kiện Noel nha. Thì ở đây sẽ có một con rồng mới, một con rồng tên là Horai Dragon. Con này là một con rồng mùa đông à? Sao tạo ra cái mặt trời đây? Chiếc cổ nó có cái gì đây? Nó có một cái lớp giáp à? Lớp giáp đây. Thì nó là một con rồng bảo vệ của các cái mùa. Khá hay. Nhưng hiện tại thì mình không đi con đấy được. Con này rất là đắt. Nó sẽ tầm khoảng là 200 coin cho mỗi một cái bước đi cơ. Và nó rất là xa thì mới đến được đích. Đây. Chắc phải tốn vài nghìn coin mà sự kiện thì chỉ còn có 2 ngày thôi. 2 ngày 8 giờ nha. Sau cái sự kiện này thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện leo tháp. Và sau sự kiện leo tháp thì sẽ là cái sự kiện heroic của tháng. Rồi thì chúng ta sẽ đi con này. Thì mình vẫn là tập trung đi cái con thỏ thôi. Nó là một con rồng mới. Một con thỏ. Và nó có một cái gọi là cái gì nhỉ? Một cái chữ thập. Cái này đếch phải chữ thập. Nó là cái gì đó? Ở trước ngực này. Huy hiệu gì đó. Và nó có bốn hệ này. Hệ pua, hệ lá, điện và hệ đất. Khá đẹp. Rồi mình sẽ đi con này. Còn 6 bước nữa. Hy vọng sẽ đủ. Rồi 495 coin cơ. Quá nhiều. Chắc vẫn đi được thôi. Định lấy thêm một con nữa nhưng chắc khó. Trong này sẽ có một cái hòm. Và ở đây thì nó sẽ chứa Winter Star. Mình cần lấy 4 con cơ. Nhưng mà cũng chưa con nào. Đây sắp đến rồi. Đây. Chỗ này là chắc chắn là phải đánh nhau rồi. Cần phải đánh 3 trận. Có Honey Collector này, Colorful và một con nó đang hỏi chấm thì không biết là con gì. Hiện tại con đang có khoảng có 1k coin thôi. Mình sẽ sử dụng cái con này. À đúng rồi, hôm nay mình sẽ cho con này lên level 30 nhá. Mega Rayquaza con 2 Zephyr này. Đây, con này thì tiếp sẽ cho lên level 30 luôn. Đó, 40.000 máu. Ôi, con ong à? Con gì đấy? Con ong đúng không? Dạ, còn con ong à? Nhìn khá là dị, con này con gì? Trong có mấy quả cầu bóng bóng ấy. Trong bụng nó như có mấy quả bóng bóng ấy sao ấy. Mà nó thổi ra lửa. Con này làm gì có chiêu lửa nhỉ? Nó gì có hệ lửa mà thổi ra lửa ta? Nó chỉ có ánh sáng, có lá và hệ pua thôi mà. Ở đây thì mình sẽ có thể là claim block, có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua mất 200 coin và sẽ lấy được con này. Đấy. Chính xác. Đấy, rồi, chúng ta sẽ có được con rồng thỏ. Đẹp, tuyệt vời. Một con rồng mới. Bây giờ thì 2 ngày thì làm sao đủ coin nhỉ? Đang suy nghĩ là xem mình sẽ cần phải cho những con này ta sẽ bán bớt đi này, thực sự không cần. Mấy con này ta có hết rồi. Lai giống ra thì cũng chỉ để ấy thôi. Mấy con này để làm nhiệm vụ thôi, không có để làm gì cả. Xong, bán hết mấy con battery, mấy con này đi. Và mình sẽ up cái con mới nhất của chúng ta vào nha. Ở trong này chúng ta... nhầm. Trong này ta sẽ có... đâu nhỉ? Cái quả trứng của nó đâu nhỉ? Quả trứng của con rồng thỏ. Iceberg, con này có rồi này. Aqua King cũng có rồi này. Đây đây đây. Zephyrus. Đây, Zephyrus con rồng thỏ. Rất là đẹp. Và nó sẽ mất khoảng là 35-36 tiếng thì phải tương đương với một tầm khoảng 1 ngày rưỡi. Đúng không? 24 giờ một ngày thì đúng là 36 tiếng thì tầm khoảng 1 ngày rưỡi nó sẽ nở ra. Và mình có thể test cho anh em xem được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho con kia lên. Chúng ta sẽ có một cái sự kiện lai giống này. Lai giống Mythic Shaper mình có này rồi. Con này là dạng kiểu rồng trong cái phim Avatar ấy. Rất giống, cực kỳ giống luôn. Con này thì sẽ lai giữa con Angry và con Stinger. Con Stinger thì lấy ở đâu à? Season Major à? Lấy ở đâu nhỉ? Nó phải lấy ở trong một cái nhiệm vụ nhưng mà... À, cái con này nó ở trong cái hòn đảo này này. Con Stinger thì nó... đâu nhỉ? Mình thấy con đấy nó ở đâu đó. Hơi lag quá rồi. Không phải con này. Đây là Stinger đây. Và hình như mình có con này rồi. Hình như chúng ta có Stinger rồi. Nhưng vấn đề là mình có Mythic Chamber rồi. Nhưng không cần Stinger.
chưa có. Ra chưa có anh em ạ. Con rồng bò cạp nhưng mà chưa có. Bắt ra thì mình có con Mystic rồi. Bây giờ thì chỉ có cố gắng lai ra Sentencer thôi. Con này chưa có luôn. Bó tay nhỉ. Con rồng cát, con Sandstorm như mình có. Để xem. Cái này ta phải kiểm tra cơ. Ra dẫn đến 400 con rồng nên không thể biết được con nào với con nào cả. Nhầm chữ à. Sandstorm đây rồi, có mà. Mình có con rồng Sandstorm, con rồng bão cát đây. Nhưng mà con này chúng ta không cần lắm. Đấy, rất đẹp. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ còn 30 game nữa đúng không? 30 game à. Có nên thử vận may để mở gói kẹo hay không nhỉ? Rồi, đi mở gói kẹo nào. Xem tấm thẻ đúng không? Đây, trong này. Và chúng ta sẽ có một cái gói kẹo 20 game. Hết cái gói kẹo 15 game rồi. Gói kẹo 20 game này thì nó sẽ ra mảnh. Ra mảnh của những con rồng. Đây này, Winter Comet này, Winter Sun này, Winter Star này. Chúng ta cần 4 con đấy để triệu hồi ra được cái con trong quest. Rất nhiều việc phải làm. Đây, chúng ta sẽ có 4 con để cần phải triệu hồi. Nó sẽ bắt đầu bằng chữ Winter, Winter Sun, Winter Moon, Winter Sun, Star và Winter Comet. Con này chưa đủ. Bao giờ thì mới đủ ta? Winter Sun thì được 25 mảnh, Winter Moon thì được 15 mảnh. Khá là mất công đấy, mất thời gian này. Lấy một cái hòm này luôn. Rồi mình sẽ vào trong cái phần Temporary Quest. Winter Sun thì chưa đánh được. Có một con Angry, một con rồng Orc. Đánh thôi. Và rồi chúng ta sẽ lựa chọn. Trước hết ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái con Zephyr của mình để đâu nhỉ? Chúng ta cho ăn lên level 30 nhá. 2 đúng không? 2 Zephyr. Element đội hiếm là Heroic. Nó cái loại Heroic và tất cả những con rồng của chúng ta. Đấy. Chúng ta sẽ có hai Zephyr Dragon và mình sẽ cho lên level 30 luôn. 2.2m chắc chắn nó sẽ lên được rồi. Đó, level 30. Đó, sức mạnh của nó sẽ tăng. Bây giờ thì nó sẽ có thêm cả cái skin này. Có thêm cả thời trang này. đây là skin của mình này. Young skin. Đây là skin dạng trưởng thành. Đây là dạng lúc của thời gian của trẻ trâu đây. Trẻ trâu cũng đẹp. Baby skin, sơ sinh này. Skin này giống như kiểu là tướng ở trong liên minh nhỉ. Nhưng mà nó chưa có, sắp tới nó sẽ có. Đây cho những con này. Ok. Rồi, một con lên level 30 nữa nhá. Và bây giờ thức ăn thì chúng ta sẽ còn có hơn 500 ngàn thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ. Cái cúp không biết mình có bị trừ nhiều cúp không. Để xem nào. Hy vọng sẽ không trừ. Ấy, cộng một cúp này. Không đánh mà nó vẫn giữ nguyên cái cúp là ổn đấy nhờ. 5.300. Hy vọng sẽ không gặp cái team nào quá khỏe. Có Ninja. Thôi chắc không đánh được rồi. Có Destiny nó 4 sao cơ. Mình vẫn đang ở cái C3. 12.000 cộng. Thế cái giữ này là chúng ta sẽ qua được cái lần này thôi. Không cần phải đánh đâu. Rồi chúng ta sẽ quay trở ra 89m. Trồng thêm thức ăn này. Bây giờ trồng thêm thức ăn. Và vào chơi cái nhiệm vụ để lấy được cái con Angry Quest này luôn. Butter luôn, chiến đấu luôn này. Chúng ta sẽ lấy con 30 vừa mới đây. Mình để dạng baby à. Vai trưởng. Thì ra là chọn được dạng ạ. Hay. Bé tí luôn. Đẹp phết. Con này thì bây giờ nó 43.000 máu. Con này chỉ có 8.000 thôi. Mấy con này còn cùi bắp. Làm sao so sánh với những vị thần này được. Heroic là những vị thần. 7k6 máu đây, 43.000. Không có cơ hội. Rồi chúng ta đã chiến thắng. Rồi lại có Winter Man này. Mình không nhìn thấy. Có một cái nhiệm vụ là lấy cái Winter Man 5 và 10. Sẽ là tất cả là 20 mảnh để lấy Winter Man. Hơi bị mệt. Không sao, chúng ta vẫn lấy được. Mình sẽ chọn một cái team mà nó toàn những con dạng kiểu sơ sinh anh em. Được đấy. Mình sẽ cho tất cả nó ra sơ sinh nhá.
đội hiếm đây, tất cả dòng Heroic, dòng xịn nhất của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ cho tất cả những con này lên xuống dạng sơ sinh đi. Con hai rim này, quần áo này. Nhìn trông dạng này buồn cười rồi. Rồi, một con này. Con tiếp theo. Baby skin. Ôi, con khủng long này nhìn trông xấu nhỉ. Con này con hai fighter. Con này nó dạng như kiểu là trong cái Street Fighter ấy, cái tựa game đối kháng. Đói, đẹp phết. Thật ra là xấu vãi. Đây này, con này đẹp này anh em. Con hai snow này thì cực kỳ đẹp. Baby skin của nó nhìn trông cực kỳ là dễ thương luôn. Nó làm con sói con. Đấy, sói con này. Đẹp chưa? Con trâu thì nó sẽ trở về dạng trâu con. Trâu con này xấu lắm. Siêu xấu luôn. Con bốn đầu này. Bốn đầu thì như sẽ trở về dạng hai đầu vậy. Theo mình nhớ không nhầm, sẽ trở về dạng hai đầu. Đúng không? Chính xác là dạng hai đầu. À, có một con nữa. Con này là con phù thủy. Baby skin của nó cũng rất là xấu. Siêu xấu luôn. High resolution. Kiểu dạng như độ phân giải, độ pixel ấy. Resolution là độ phân giải của màn hình ấy. Có một con sói đẹp thôi. Con high score này thì lấy ý tưởng từ ấy này, Faker này. Faker trong liên minh này. Quỷ vương này. Và nó là vua trò chơi, vua game. Con này nữa, con này thì con khủng long này, xấu lắm, con này dạng một xấu. Dạng mấy dạng cuối này mới đẹp thôi. Rồi tạm thời thì đã mình sẽ để những con này nhá. Và sẽ vào để chiến đấu cho anh em xem những cái dạng một của nó bựa như thế nào. Winter này, còn Winter Man. Ở đây thì chúng ta sẽ đánh thôi. Rồi, chúng ta sẽ có hai con. Đây, con hai đầu đây, hai đầu đẹp. Hai đầu dù cho về dạng baby thì vẫn là đẹp. Đó, 61.000 máu đối đầu với 7.000 thì không thể nào mà đỡ được. Con này chắc chắn sẽ chết rồi. Ok, bây giờ thì đánh phát nào thì cũng chết thôi. Làm sao mà đỡ được? À, đổi sang con này nha. Có gì đây? Con này đến từ nhân vật hoạt hình nhỉ? Đúng kiểu nét vẽ giống kiểu hoạt hình ấy. Nhìn là lạ. Rồi, chúng ta sẽ dùng con này nhá. Con trâu ở dạng một bé tí luôn. Thế thì bây giờ deck cần cái ấy rồi. Mình không cần cái gọi là cái nhà trẻ ở bên kia rồi. Đây này. Cái này bây giờ thành phế vật luôn, chẳng để làm gì. Cái này để biến nó thành dạng đầu tiên đây, nhưng bây giờ tối diện tích quá. À đúng rồi, chúng ta cái này giá sẽ là 248.000 đây. Lúc nào mình sẽ mua cái khu vực này cho anh em xem nhá. Một hòn đảo rồng. Một hòn đảo rồng, có một con rồng uốn lượn quanh xung quanh cái hòn đảo này. Và trên này nó rất là nhiều game. Trong đến trên đấy chắc tầm khoảng 100 game, tầm khoảng 100 game gì đấy. Rồi cho xem có thông tin gì mới không. New Collection nó sẽ diễn ra, nó là một cái season major, cái quest, một cái hòn đảo. Thì nó sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Và cần sưu tập đủ 4 con này. Hai Comet, Winter Comet này, Winter Star này, Winter Sun và Winter Man để đổi ra được một con rồng. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ không được rồi. 100% sẽ không được cái con này đâu. Bởi vì không kịp. Đấy, nó vẫn là đầy thôi. Cái này thì cũng thế. Cái này thì cũng thế thôi. Khi kết hợp thì tạo ra một cái con siêu siêu xịn rồi. Có thể nâng sao nó nhưng mà hiện tại không làm được. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần ấy nhá. Phần Lewis nhá. Để đánh cái này lấy game. Ok, nhìn trông buồn cười. Rồi mình sẽ bỏ con Kaido đi, mình sẽ lấy con không được. Bỏ con này đi thì tí nữa con nào khác hệ ta. Mình sẽ lấy con nào nhỉ? Bỏ con nào đây? Bỏ con này đi. Bỏ con này đi và lấy con Mega này lại này. Và chúng ta sẽ lấy lại con rồng hai đầu. Ít ra sẽ có hệ khắc chế được, vì nó vừa có hệ vô cực này, vừa có hệ pua. Sẽ khắc chế lại được một chút. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chắc là tấn công thôi nhỉ. 72.000 level 40 à. Quả này sấp mặt rồi. 72.000 đối đầu với 61.000 máu. Không được, không sao, mình vẫn khắc hệ nó được. Vượt khó vậy. 42.000, hai phát là chết rồi. Con này thì dễ giết thôi. Chúng ta sẽ có chiêu này.
chiều vô cực. Tí hon đối đầu với người khổng lồ. Bé tí hon, ôi nó đập cho tí chết này. 34 đối đầu với 35, nhưng nó chết trước. Con này thì sao? Con này thì một hit rồi là chết rồi. Rồi, đã xong. Ok, chúng ta sẽ được kiếm thêm được 5 viên game. Tổng cộng sẽ có 5 viên game trong này. Chắc khi mình để lại cái dạng kia đi nhỉ. Cái dạng hình như xấu quá. Dạng 1 như trông. Có mỗi con 2 Snow đẹp thôi, còn mấy con kia thì đều xấu cả. Rồi, mình sẽ để lại con Zephyr nhá. Để lại dạng của nó. Dạng 3 của nó thì cực kỳ là chuẩn rồi. Chuẩn mực rồi. Loài rồng đẹp nhất ở trong cái hòn đảo này của mình. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 trận nữa trong phần Lewis để có thể đánh thêm. Ok, chúng ta sẽ có 3 trận nữa. Đối thủ chúng ta sẽ gặp đây là con gì đây? Resolution level 26 và khắc hệ luôn thôi. Một hit thôi là chết rồi. Không chết được. Thủ rất là cao nhỉ. Một hit này. Đáng lẽ để cho con này thì nó luyện sao chứ nhỉ? Hiện tại nó chỉ ở cấp độ B cộng thôi. Con này thì không có chiêu gì khắc chế cả. Còn một con nữa. Thôi rồi, mình sẽ đổi sang con này. Giảm máu nó tối đa. Thêm phát nữa này. Rồi, nó còn tầm 6.000 máu. Mình sẽ chuyển sang con cuối của chúng ta. Đấy, phải đẹp như thế này. Và chúng ta sẽ dùng bất kể một chiêu gì. Chiêu mạnh nhất của mình là chiêu hệ Primer này. Hệ cổ đại này. Rồi, còn một con nữa. Con này khắc hệ mình mà. Quên mất nó sẽ khắc hệ mình. Và mình thì cũng sẽ khắc hệ nó. Thôi mình sẽ hy sinh con khủng long này vậy. Để luyện cho con kia. Đây, một chiêu nữa. Một hit, 33.000. Ở trong còn 2 trận nữa sẽ xong được cái tập hôm nay nha. Ok, đây sẽ là một con ngọc lục bảo. Wow, có 2 viên ngọc. Ôi, khắc hệ mình nhỉ. Đánh kiểu gì đây nhỉ? Nó còn tận 2 con nữa cơ mà. Ui, 3 con nữa. Apocalypse, Khải Huyền. Kinh nhỉ, từ 30. Con này đẹp này. Mà mình chưa có này này. Lai mãi mà chưa ra. 27.000 này, mình sẽ khắc hệ nó luôn. Ngọc lục bảo đối đầu với thần của bầu trời. Nhìn giống khiếp vãi. Ui, 2 con giống hệt nhau. Giống hệt nhau này, mình thì vẫn đánh được thôi. Khắc hệ mà. Chết. Một hit nữa. Một chiêu nữa này, 15.000. Poké Dragon, con này là con Apocalypse đây. Nó có một cái vòng nguyên tố ở phía đuôi đây. Và nó là một sao nên nó có một cái quầng hào quang. Giống như kiểu ở trong 70 ổng rồng ấy. Dạng gì nhỉ? Dạng này dạng vô cực à? Chết luôn. Cực yếu mà, nó chỉ là Legend thôi. Nó không thể nào so sánh được với Heroic. Thì tại mình đang có 36 game. Ở đánh nốt trận nào. Wow. Từ từ để nó hiện hình đã bị lag. Wow. Quay đẹp thế nhỉ? Có một chìa khóa ở cổ kìa. Phụ kinh vững miệng sao nó lơ lửng ở trên không rồi. Các bạn ngày trước mình thấy rồi nhưng mà không lấy được. Hơi bị tiếc. Đẹp quá. Mà nó chỉ là Legend thôi. Quá đẹp. Chết luôn. Đây, con này là Heroic này. Sức mạnh nó mới ngang mình được này. Nhưng mà nó bị khắc hệ. Đen ở chỗ nó bị khắc hệ. Rồi, không sao. Một hit, mình còn 2 con nữa. Nó chỉ còn 1 con thôi. Solo. Ánh sáng, chứ đối đầu với bóng tối. Mình có ánh sáng. Đầu hồng cát. Một hit nữa, chết này. Một phát nữa này. Đã chết. Ok, thì chúng ta sẽ gửi thêm mấy con rồng đi luyện tập ở đây nha. Đi xây dựng cái tòa tháp. Cái quyền trượng của rồng. Mình sẽ gửi một con này. My block à? Không, con này không được. Đấy, một con này đi. Và thêm một cái nữa ở đây. À, 1, 2, 3, 4. Rồi. Và rồi thì mình sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Bye bye.